Có biết nói tiếng Nga không? Oshishoniye, dịch con dịch dịch. Oshishoniye. Lái gì? Oshisha. Dịch 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 dịch. Nãy con dịch mà, nãy con dịch mà. Mình nhớ hay mình đậu mình vậy. Trời ơi mình đậu đó. Biết nữa mình đậu mới không có gấu đó mà mình còn được hát nữa. Mẹ con. Nói chung là hai bé nó cũng bé Long thì nó cũng còn nhỏ quá thì chị nghĩ là cho hai chị em nó là chơi một cái sân khấu lớn như vậy thì để cho như là chị dìu dắt em để cho em nó đứng vững hơn. Bây giờ một mình nó thì nó cũng nó đi đám thì nó cũng có hát một mình nhưng mà nó chưa có đứng trên một cái sân khấu lớn mà để nó hát vậy thì hôm nay chị muốn cho bé Thành Vy với Thành Long rồi để cho hai bé để cho sẽ thành sao nhí được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 từ ngày 27 tháng 8.